Những câu chuyện siêu nhiên có thật và được ghi chép lại ở Trung Quốc. Cổ độc. Và trước khi bắt đầu câu chuyện này thì mình sẽ giải thích sơ qua cho các bạn hiểu thêm cổ độc là gì. Cổ độc là cái việc nuôi côn trùng, độc trùng, một cái loại tà thuật cổ xưa của người Trung Hoa. Trong văn hóa Trung Hoa xưa thì có một loại tà thuật được gọi là cổ trùng, được tạo ra bởi những loài côn trùng có chất kịch độc. Theo truyền thống thì nọc độc của cổ trùng được chiết từ các loài động vật có chất độc vô cùng là nguy hiểm, ví dụ như là rắn, rết, nhện, vân vân. Và điều đặc biệt là trước khi được chiết ra thì những con vật trên sẽ được đặt ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Sau đó thì con nào còn sống sẽ là con có độc nhất và khủng khiếp nhất. Và cái con trùng độc đó sẽ được sử dụng trong các nghi thức trừ tà, tà lễ, bù phép. Thì cái loài cổ trùng này cũng giống như là một cái thuật nuôi hồn vậy đó. Ở bên Thái thì có Kumaton, người Trung Hoa cổ thì có con này. Chúng có thể mang lại tài lộc cho gia chủ và mang lại điều bất hạnh đến cho người khác. Đôi khi á, chúng còn được sử dụng để gieo rắc bệnh tật, phá hỏng mùa màng, lương thực, vân vân. Cũng là một loại tà thuật được sử dụng rộng rãi để hại người thời xưa, gây tổn thương cho cơ thể nè, tâm trí và có thể khiến nạn nhân phát điên. Trong Hán thư đã ghi chép những câu chuyện về vu thuật xảy ra quanh Hán Vũ Đế. Một trong số đó kể về hoàng hậu Hiếu Vũ Trần, người mà đã bị nghi là sử dụng tà thuật độc trùng này để mê hoặc hoàng đế, và hoàng hậu đó cũng đã bị phế truất sau đó. Lời nhắc đầu, nội dung và hình ảnh sau đây có thể gây khó chịu cho bạn yếu tim thì cân nhắc để xem tiếp video này nha. Và sau đây là câu chuyện xảy ra vào năm 1999 tại một khu công nghiệp Hạ Trại, huyện Vân Nam, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ đứng ở vị trí của người chứng kiến lúc đó để kể lại cho các bạn nghe câu chuyện này nha. Một ngày nọ, tôi vừa đến nhà máy để vào ca đêm. Đi đến phòng bảo vệ thì tôi nghe được giọng của đội trưởng. Làm việc tốt nha, chú có gì không hiểu á thì hỏi tôi. Tôi thấy ông đang nói chuyện với một nhân viên mới. Thì ra là nhân viên bảo vệ mới tuyển vào làm. Anh Trang ơi, anh đến đúng lúc quá. Đây là nhân viên bảo vệ mới, tên Long. Anh dắt Long đi tham quan một phòng công xưởng của mình nha. Nhân viên mới này thì tôi thấy trông lạ lạ. Là một thanh niên trẻ khoảng chừng 20 mấy tuổi, nhưng mà mặc chiếc áo sơ mi xanh dương cài nuốt tuốt trên cổ như vậy nè. Trông rất là quê mùa, cảm giác như là từ dưới quê mới lên vậy đó. Gương mặt cũng trông rất là lúng túng. Và em ấy sẽ luôn là người trực ca đêm cùng tôi. Công ty của tôi á, có tổng cộng 2 cái nhà kho lớn tách biệt với nhau. Mỗi người chúng tôi sẽ phụ trách một căn. Nên là chúng tôi sẽ ở trong phòng bảo vệ của các nhà kho vào ban đêm. Mà tôi á, là một cái người không thích ngồi yên một chỗ, nên hay đi ra ngoài đi dạo, tám chuyện với đồng nghiệp để giết thời gian. Một đêm nọ thì tôi đến phòng bảo vệ nơi mà Long đang trực, tìm em ấy để tám chuyện. Từ xa tôi bất ngờ nhìn thấy có gì đó bất ổn. Nhìn qua cửa sổ phòng bảo vệ thì tôi thấy Long hình như là đang cười nói với ai đó rất là vui vẻ. Như kiểu là họ đang nói về một cái chủ đề nào đó vô cùng là thú vị. Vừa nói vừa quơ tay quơ chân như vậy nè. Điều mà khiến tôi tò mò là chẳng lẽ em ấy là người mới, chưa biết quy định của công ty hay sao mà lại đưa người ngoài vào chơi lúc nửa đêm như vậy. Tôi liền đẩy cửa vào để xem đó là ai. Nhưng những gì tôi thấy lại khiến tôi cảm thấy lạ lùng hơn nữa. Ngoài mấy cái bàn, mấy cái ghế với mấy cái thiết bị giám sát ra thì không có ai cả. Long ơi, em đang nói chuyện với ai vậy? Anh Trang hả? Em có nói chuyện với ai đâu. Trong phòng chỉ có mỗi mình em thôi mà. Chắc anh nhìn lộn rồi. Nhưng quả thật là trong phòng lúc đó chỉ có duy nhất mình Long thôi. Sự việc này đã dấy lên một dấu chấm hỏi vô cùng lớn trong lòng của tôi. Và khi rời đi, tôi còn nghe em ấy quay đầu lại thì thầm cái gì đó với ai nữa. Hay là do tôi suy nghĩ nhiều quá ta? Và những đêm tiếp theo, tôi cũng hay thấy Long nói chuyện với ai đó say mê trong phòng bảo vệ. Thậm chí còn có lần tôi nghe em ấy gọi tên một người phụ nữ nào đó. Có một hôm, tôi đứng rình thì thấy em ấy có những động tác cử chỉ thân mật như là đang ôm ấp một ai đó vô cùng là tình tứ. Ánh mắt thì trìu mến đến mức nổi da gà luôn. Như là đang đứng đối diện người yêu vậy đó. Lúc đó là tôi vừa sợ, vừa tự trấn an mình là không lẽ ông này còn làm thêm nghề diễn viên, đang dở kịch bản hả trời? Nhưng mà tôi cũng đã từng nghi ngờ em ấy bị tâm thần. Nhưng sau đó tôi cũng đã bác bỏ cái suy nghĩ này. Bởi vì ngoài buổi tối ra thì em ấy nói chuyện rất là lễ phép và làm việc cũng rất là chăm chỉ cầu tiến, vô cùng là bình thường. Khoảng chừng một tháng sau thì có một đêm nhà kho bên cạnh, không hiểu nguyên nhân sao á, thì lại có một cái đám cháy. Khói cuồn cuộn lan vào trong công ty. Tôi liền chạy ra ngoài, nhưng mà khi đi ngang qua phòng trực của Long á, ngó vào trong thì không thấy em ấy, nên là mở cửa đi vào. Nhìn kỹ thì phát hiện thì ra em ấy đã bị ngất xỉu trên mặt đất rồi, chắc là do khói nhiều quá dẫn đến thiếu oxy. Tôi liền đỡ Long ngồi dậy, cởi cái nút áo trên cùng cổ của em ấy á, để dễ dàng thở hơn á. Tôi đã nhìn thấy một cái cục thịt u rất là lớn, tím tái ngay trước ngực.
Lúc này thì dường như tôi đã hiểu tại sao em ấy hay cài cái nút cổ áo lên cao nhất như vậy rồi. Và điều bất thường á là cái cục thịt u đó không ngừng rung chuyển, giống như là có một loại côn trùng nào đó đang bò ngoay ngoẩy bên trong vậy đó. Tôi lấy hết can đảm của mình, dùng cái ngón tay để chạm vào cái cục u đang động đậy đó. Bỗng nhiên thì Long tỉnh lại, em ấy hốt hoảng khi thấy tôi chạm vào cái cục u đó trên ngực. Em cảm ơn anh Trang đã cứu em. Long vội vã đứng dậy, cài cái nút áo lại với vẻ mặt vô cùng là lo lắng. Cũng may là ngọn lửa đó đã được dập tắt kịp thời và không ảnh hưởng gì tới công ty. Sau khi tan ca thì Long cũng đã mua đồ uống cho tôi, rủ tôi làm vài chai để cảm ơn vì đã cứu em ấy. Và Long cũng biết là tôi có chút tò mò về cái cục thịt u trên ngực của em ấy, nên sau khi uống được vài ly thì em ấy đã tâm sự với tôi những cái câu chuyện ly kỳ mà em ấy đã trải qua. Thì ra là cách đây vài năm khi ở quê, Long đã có một cô vợ mới cưới rất là xinh đẹp, tên là Lý Thanh. Hai người là Thanh Mai Trúc Mã. Cả hai đều rất là yêu thương đối phương, trải qua rất là nhiều gian nan chôn gai mới tới được với nhau, mới được sự đồng ý của gia đình. Nhưng mà một tai nạn đã chia cắt họ, và cái cô tên là Thanh này đã phải rời xa Long mãi mãi. Long vẫn không thể chấp nhận được cái nỗi mất mát quá to lớn này, em ấy đã suy sụp hoàn toàn. Long cũng muốn ra đi theo Thanh, nhưng bị gia đình phát hiện và ngăn cản kịp thời. Bà ngoại của Long lúc đó là một phù thủy trong làng, thấy Long suốt ngày cứ thờ thẫn, muốn gặp lại Thanh, nên là bà nói với Long rằng bà có thể giúp Long ở bên Thanh mãi mãi, nhưng phải hứa là không được hối hận, không được yêu thêm bất kỳ ai khác hoặc là lấy vợ nữa. Bà ngoại lấy ra một chiếc nồi đất nhỏ, mở nắp ra thì bên trong có một con trùng màu đỏ, trông giống như là con rết. Bà bắt cái côn trùng đó đang bò ngoay ngoẩy đó lên, cắn vào cái ngón tay giữa tay phải của cô Thanh một cái, hút một ít siro, rồi làm một lỗ trên ngực của Long. Vết thương sau đó được người bà phù thủy khâu lại bằng chỉ đỏ. Cảm giác có côn trùng bò ngoay ngoẩy trong lòng ngực vô cùng là khó chịu. Nhưng em ấy vì quá muốn gặp lại Thanh lần nữa nên đã cắn răng, vì nghe bà nói như vậy sẽ được gặp Thanh mỗi ngày. Dù có đau đến mấy, cực khổ đến đâu thì chỉ nghĩ tới cái việc mà ở bên người mình yêu mãi mãi thôi thì Long cũng cam lòng. Sau một lúc thì cái cảm giác khó chịu đã qua đi, Long đã tuôn trào nước mắt vì cái người xuất hiện trước mặt mình là Thanh, người mà Long yêu thương nhất. Người ta nói rằng á, chỉ sau khi trải qua cuộc chia ly thì chúng ta mới học được cách trân trọng thực sự. Khi hai người yêu nhau bị âm dương chia cắt, được đoàn tụ lần nữa, Long nói rằng em ấy đã thề sẽ không bao giờ để Thanh rời xa mình nửa bước. Em ấy biết là Thanh bây giờ không phải là người, là một cái hồn ma, nhưng vẫn thề sẽ bên nhau mãi mãi. Từ đó về sau, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy Long nói chuyện một mình trong phòng bảo vệ. Nhưng tôi không còn kinh ngạc nữa, cũng sẽ không quấy rầy em ấy nữa, vì tôi biết rằng đây chính là tình yêu đích thực. Chúng ta làm việc chung được hơn 2 năm thì Long đã xin nghỉ việc. Với tư cách là một người anh em tốt thì tôi đã giúp em ấy thu dọn hành lý đồ đạc, ăn một buổi cơm trưa rồi đưa em ấy ra bến xe. Long nói là không muốn ở một nơi quá lâu, em ấy muốn đưa Thanh đi đây đi đó nhiều nơi. Và cái nơi lý tưởng của em ấy là Bắc Kinh và Thượng Hải, nên em ấy đang rất là phấn đấu để cùng Thanh đến chỗ đó. Khi Long bước đi xa thì tôi có thể nhìn rõ ràng thấy bàn tay của em ấy đang nắm chặt lấy một người. Và tôi biết đó là Thanh, người mà em ấy yêu nhất. Thật ra thì mình thấy cái câu chuyện này nó giống như là một cái câu chuyện tình cảm lãng mạn hơn là một cái câu chuyện siêu nhiên rùng rợn, đúng không các bạn? Thật sự là lúc mà mình đọc cái câu chuyện này á, mình sáng khóc luôn á. Các bạn có ý kiến gì thì hãy bình luận nha. Tớ chờ tại các số thấy hi hi vô nhầm thanh tâu.